Thưa quý vị, vì nhiều lý do, trên địa bàn tỉnh hiện có hàng nghìn trẻ em mồ côi. Đa phần các em đều là con em hộ nghèo và hộ cận nghèo. Các em luôn cần sự giúp đỡ để vượt qua những thiếu thốn mất mát, để ổn định cuộc sống và tiếp tục đến trường. Tại xã vùng cao Trịnh Tường, huyện Bát Sát, hơn 30 em nhỏ kém may mắn như thế đang được các thầy cô giáo, trường phổ thông dân tộc bán trú trung cơ sở Trịnh Tường chăm sóc và nuôi dưỡng. Mái trường này đã trở thành ngôi nhà thứ hai tràn đầy yêu thương của các em. Em thấy cái cuối tuần này mua cái gì về để ăn? Và thì đưa em đi mua cà chua và trứng. Với cả mua áo dép nữa, tại vì là sợ đi mùa đông mà áo dép đến mặt. Mới học lớp 9, nhưng Vũ A Thình đã lo liệu được hết việc trong nhà. Bố mất sớm, mẹ bỏ đi khỏi địa phương, anh cả thì không được minh mẫn. Chị hai lại đi học trung học phổ thông xa nhà. Thình và em trai là Thái xuống ở bán trú, nương tựa vào các thầy cô. Ở bán trú thì đi cuối tuần, các thầy cô giáo giúp em đi mua một ít thức ăn. Chúng em thì hoàn cảnh như thế thì cũng rất bảo và cũng cảm ơn. Và học tập thì cũng tiến bộ hơn xưa rồi. Thái ơi, Thình ơi, đi học thôi. Dạ. Hai bạn chuẩn bị xong chưa? Rồi ạ. Chúng ta lên trường nhá. Vâng. Với học sinh có hoàn cảnh khó khăn như là em Vũ A Thình và Vũ A Thái á, thì chúng tôi luôn dành những cái tình cảm rất là đặc biệt đối với học sinh. Vì là không có người đỡ đầu nên là cái kỹ năng sống của các em ấy cũng thiệt thòi, thì chúng tôi bên cạnh cái công tác dạy giảng dạy thì chúng tôi kết hợp cả công tác dạy dỗ và bổ trợ một số cái kỹ năng cần thiết trong cuộc sống cho các em ấy nữa ạ. Ngoài Vũ A Thình, Vũ A Thái, ngôi trường này còn có hơn 30 trường hợp học sinh mồ côi. Cùng với sự chăm lo ân cần dành cho các em, các thầy cô giáo nơi đây đã kêu gọi để các tổ chức, cá nhân và các mạnh thường quân chia sẻ, hỗ trợ thêm về vật chất cho các em. Em mồ côi bố từ nhỏ và khi đến trường ở bán trú được các thầy cô và bạn bè quan tâm nên là cũng được ăn ủi phần nào. Hiện tại thì nhà trường có 26 em học sinh trên tổng số 33 em thì được các cái tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ, giúp đỡ. Hàng tháng thì các cái tổ chức cá nhân gửi tiền cho thầy cô giáo chủ nhiệm hoặc là gửi cho người giám hộ hoặc là cha hoặc mẹ của các em để thêm vào cái phần giúp cho các em có những cái điều kiện tốt hơn để học tập, để các em yên tâm đến trường học tập và rèn luyện. Vượt lên trên hoàn cảnh, những học sinh này luôn chăm ngoan, học tập tốt. Niềm vui tới lớp mỗi ngày của các em chính là niềm hạnh phúc, là nguồn động viên lớn để các thầy cô giáo nơi đây tiếp tục nỗ lực cống hiến cho sự nghiệp giáo dục vùng cao.